Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 4 Mời các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 4 Trang 131, 132 bài luyện tập trung Đầu tiên mời các em làm bài tập số 1 tính A nhỏ 2 phần 3 cộng với 5 phần 4 bằng bao nhiêu Đây là phép cộng giữa hai phân số không cùng mẫu số. Như vậy, bước đầu tiên các em phải quy đồng mẫu số của hai phân số này. Thì trước khi quy đồng mẫu số, các em xét xem mẫu số lớn có chia hết cho mẫu số bé hay không. Nếu chia hết thì các em chọn mẫu số lớn là mẫu số chung. Còn không chia hết thì các em quy đồng mẫu số bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số này với mẫu của phân số kia. Cụ thể ở đây, các em nhận thấy 4 không chia hết cho 3. Như vậy, các em quy đồng mẫu số đầu tiên, các em quy đồng mẫu số của 2 phần 3 bằng cách nhân cả tử và mẫu của 2 phần 3 với mẫu của 5 phần 4, tức là em nhân với 4. Tử số là 2 x 4 bằng 8, mẫu số là 3 x 4 bằng 12. Tiếp theo, các em quy đồng mẫu số của 5 phần 4 bằng cách nhân cả tử và và mẫu với 3. Tử số là 5 x 3 bằng 15. Mẫu số là 4 x 3 bằng 12. Đến đây, các em có 8 phần 12 cộng với 15 phần 12. Phép cộng giữa hai phân số cùng mẫu số. Như vậy, các em chỉ việc cộng hai tử số với nhau. Mẫu số các em giữ nguyên. Ở đây, tử số 8 cộng 15 bằng 23. Mẫu số các em vẫn giữ nguyên là 12. Bây giờ mà các em sang câu B là 3 phần 5 cộng với 9 phần 8 bằng bao nhiêu? Ở đây 8 không chia hết cho 5. Như vậy các em quy đồng theo cách ở câu E. Đầu tiên các em quy đồng mẫu số của 3 phần 5 bằng cách nhân cả tử và mẫu với 8. Tử là 3 x 8 bằng 24 và mẫu là 5 x 8 bằng 40. Tiếp tục các em quy đồng mẫu số của 9 phần 8 bằng cách nhân cả tử và mẫu với 5. Tử là 9 x 5 bằng 45 và mẫu là 8 x 5 bằng 40. 24 phần 40 cộng với 45 phần 40. Tử số là 24 cộng 45 bằng 69. Mẫu số giữ nguyên là 40. Tiếp theo Các em sang câu C Là 3 phần 4 Trừ đi 2 phần 7 bằng bao nhiêu Phép trừ giữa hai phân số Không cùng mẫu số Như vậy bước 1 các em phải quy đồng mẫu số 7 không chia hết cho 4 Như vậy các em quy đồng mẫu số của 3 phần 4 Bằng cách nhân cả tử và mẫu với Thứ 7 Tử số là 3 x 7 bằng 21 mẫu số là 4 x 7 bằng 28. Quy đồng mẫu số của 2 phần 7 bằng cách nhân cả tử và mẫu với 4. Tử số là 2 x 4 bằng 8, mẫu số là 7 x 4 bằng 28. Đến đây thì dễ rồi, các em lấy 21 chữ 8 bằng 13. Mẫu số giữ nguyên là 28. Tiếp theo các em sang câu D là 11 phần 5 trừ đi 4 phần 3 bằng bao nhiêu? 5 không chia cho 3 Như vậy các em quy đồng bằng cách Các em quy đồng mẫu số của 11 phần 5 Bằng cách nhân cả tử và mẫu với Với 3 Tử số là 11 x 3 bằng 33 Mẫu số là 5 x 3 bằng 15 Tiếp theo các em quy đồng mẫu số của 4 phần 3 Bằng cách nhân cả tử và mẫu với 5 Tử là 4 x 5 bằng 20 Và mẫu là 3 x 5 bằng 15 Phép trừ giữa hai phân số có cùng mẫu số là 15 như vậy ở đây tử số là 33 trừ đi 20 bằng 13 và mẫu số giữ nguyên là 15. Tiếp tục các em sang vào tập số 2 tính A nhỏ 4 phần 5 cộng với 17 phần 25 bằng bao nhiêu? Phép cộng giữa hai phân số khác mẫu số. Đầu tiên các em phải quy đồng mẫu số của hai phân số này. Ở đây các em có nhận xét là 25 chia hết cho 5 như vậy 25 các em chọn là mẫu số chung Khi chọn 25 là mẫu số chung thì phân số 17 phần 25 các em giữ nguyên Các em không cần phải quy đồng mẫu số Bây giờ các em quy đồng mẫu số của phân số 4 phần 5 bằng cách lấy 25 chia 5 bằng 5 Như vậy là các em nhân cả tử và mẫu của 4 phần 5 với 5 Tử số là 4 x 5 bằng 20 và mẫu số là 5 x 5 bằng 25 Cộng với 17 phần 25 Thế này các em có 20 cộng 17 bằng 37 Và mẫu số giữ nguyên là 25 Tiếp tục các em sang câu B là 7 phần 3 Trừ đi 5 phần 6 bằng bao nhiêu 6 chia hết cho 3 như vậy các em chọn 6 là mẫu số chung Khi chọn 6 là mẫu số chung thì phân số 5 phần 6 các em giữ nguyên Các em không cần phải quy đồng mẫu số Bây giờ các em quy đồng mẫu số của phân số 7 phần 3 Bằng cách lấy 6 chia 3 thì bằng mấy? 6 chia 3 bằng 2 Như vậy các em nhân cả tử và mẫu với 2 Tử số là 7 x 2 bằng 14 Và mẫu số là 3 x 2 bằng 6 Trừ đi 5 phần 6 Tử số 14 trừ 5 Bằng 9 Mẫu số giữ nguyên là 6 9 phần 6 Phân số này chưa tối giản Như vậy các em rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho mấy? 9 thì bằng 3 x 3 và 6 bằng 3 x 2. 3 x 3 và 3 x 2 thì các em nghĩ ra ngay là chia cả tử và mẫu cho cho 3. Tử số là 9 chia 3 bằng bằng 3 và mẫu số là 6 chia 3 bằng 2. Kết quả cuối cùng bằng 3 phần 2. Tiếp theo các em sang câu C là 1 cộng với 2 x 3 bằng bao nhiêu? Ở đây cái, cái phép cộng dạng một số tự nhiên cộng với một phân số hay là một số tự nhiên trừ đi một phân số. Thì các em đã được học rồi. Các em được học rồi. Bây giờ chúng ta ôn lại. 1 thì các em có thể hiểu là 1/1. Một một. Như vậy quy đồng mẫu số của 1/1 một một thì các em chỉ việc nhân cả tử và mẫu với Với 3, Tử là 1 x 3 bằng 3 và mẫu là 1 x 3 bằng 3 ba, cộng với 2/3. 3 ba. Ba cộng 2 bằng 5, mẫu số giữ nguyên là 3. 9 phần 2 trừ đi 3 bằng bao nhiêu? 3 thì các em cũng hiểu là là phân số 3 phần 1. 9 phần 2 giữ nguyên. Quy đồng mẫu số của 3 phần 1 thì các em nhân cả tử và mẫu với V2. Với tử số là 3 x 2 bằng 6 và mẫu số là 1 x 2 bằng 2. Đến đây các em có 9 trừ 6 bằng, bằng 3. Mẫu số giữ nguyên là 2. Tiếp tục các em sang bài tập số 3 tìm x. A nhỏ x cộng với 4 phần 5 bằng 3 phần 2 x bằng bao nhiêu muốn biết được x bằng bao nhiêu thì các em phải xác định được x nó đóng vai trò như thế nào trong cái phép tính này ở đây chúng ta có phép cộng như vậy x sẽ là một số hạng chưa biết của một tổng muốn tìm số hạng chưa biết của một tổng thì các em làm thế nào các em lấy tổng trừ đi số hạng đã biết tổng ở đây là 3 phần 2 trừ đi số hạng đã biết tức là trừ đi phân số 4 phần 5 3 phần 2 trừ đi 4 phần 5 ở đây các em chỉ việc điền kết quả x bằng bao nhiêu thôi và muốn viết x bằng bao nhiêu thì các em lấy dây nháp ra các em thực hiện phép tính 3 phần 2 trừ đi 4 phần 5 5 không chia cho 2 như vậy các em quy đồng như thế nào nhân cả tử và mẫu của 3 phần 2 với 5 tử số là 3 x 5 bằng 15 và mẫu số là 2 x 5 bằng 10 Tiếp theo là các em quy đồng mẫu số của 4 phần 5 bằng cách nhân cả tử và mẫu với V2. tử số là 4 x 2 bằng 8 và mẫu số là 5 x 2 bằng 10. 15 trừ 8 bằng, bằng 7. Mẫu số là 10. Như vậy kết quả x bằng 7 phần 10. Tiếp theo các em sang câu B. Là x trừ đi 3 phần 2 bằng 11 phần 4. Ở đây chúng ta có phép gì? Chúng ta có phép trừ. Như vậy x đóng vai trò là số nào? X đóng vai trò là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ thì các em đã học từ chương trình toán lớp 2, lớp 3. Muốn tìm số bị trừ thì các em lấy hiệu cộng với số trừ. Hiệu ở đây là phân số 11 phần 4. Cộng với số trừ, cộng với phân số 3 phần 2. Đơn giản vậy thôi. Muốn biết kết quả bằng bao nhiêu thì lấy dây nháp ra. 11 phần 4 cộng 3 phần 2. 4 chia hết cho 2 như vậy chọn 4 là mẫu số chung. Phân số 11 phần 4 giữ nguyên. Quy đồng mẫu số của 3 phần 2 bằng cách lấy 4 chia 2 bằng 2. Như vậy em nhân cả tử và mẫu với với 2. Tử là 3 x 2 bằng 6 và mẫu là 2 x 2 bằng 4. Đến đây em có 11 cộng 6 bằng 17 và mẫu số là 4. Kết quả bằng 17 phần 4. Ok. Tiếp theo các em sang câu C. 25 phần 3 trừ đi x bằng 5 phần 6. Ở đây x đóng vai trò là như thế nào? Ở đây chúng ta có phép trừ. X ở đằng sau dấu trừ. Như vậy x nè là số trừ. Muốn tìm số trừ thì các em lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Đơn giản như vậy. X sẽ bằng số bị trừ là 25 phân số 25 phần 3. Trừ đi hiệu tức là trừ đi phân số 5 phần 6. Muốn biết kết quả bằng bao nhiêu? Lấy dây nháp 25 phần 3 Trừ đi 5 phần 6 6 có chia hết cho 3 không? 6 chia hết cho 3 Như vậy chọn 6 là mẫu số chung Bây giờ em quy đồng mẫu số của 25 phần 3 Bằng cách nhân cả tử và mẫu với mấy? Lấy 6 chia 3 bằng 2 Như vậy nhân cả tử và mẫu với 2 Tử là 25 x 2 bằng 50 Và mẫu số là 3 x 2 bằng 6 Trừ đi 5 phần 6 50 5 bằng bao nhiêu? 45 Mẫu số là 6. Như vậy kết quả là x bằng 45 phần 6. Như khoan đã. 45 phần 6 là phân số tối giản chưa? Là phân số chưa tối giản. Vì sao? 45 thì bằng 9 nhân 5 bằng 45. Hay là 15 nhân 3. 15 nhân 3. 6 thì bằng 3 nhân 2. 6 bằng 3 nhân 2. Các em phân tích bằng 15 nhân 3 cho dễ hiểu. 15 nhân 3 với là Vậy là 2 nhân 3 Thì các em nghĩ ra ngay là chia cả tử và mẫu cho mấy 15 nhân 3 Và 2 nhân 3 Thì có một thừa số giống nhau Tức là thừa số chung là 3 Như vậy các em chia cả tử và mẫu cho 3 Tử số là 45 chia 3 bằng mấy 45 chia 3 bằng 15 Và mẫu số là 6 chia 3 bằng 2 Như vậy kết quả x bằng 15 phần 2 Tiếp theo các em sang bài tập số 4, tính bằng cách thuận tiện nhất. A nhỏ 12 phần 17 cộng với 19 phần 17 và cộng với 8 phần 17 bằng bao nhiêu? Tính bằng cách thuận tiện, các em tính như thế nào? Ở đây các em nhận thấy là ba phân số này đều có mẫu số là 17. Thì đơn giản, phép cộng của các phân số có cùng mẫu số thì các em chỉ việc cộng các tử số lại với nhau và mẫu số các em giữ nguyên ở đây cộng các tử số lại với nhau như cộng như thế nào để cho nó thuận tiện các em nhận thấy là 12 cộng với mấy thì được số tròn trục 12 cộng với 19 không được 12 cộng với 8 thì được 12 cộng 8 bằng 20 như vậy các em nhóm ngay phân số 12 phần 17 cộng với 8 phần 17 lại và được kết quả bao nhiêu các em mới cộng với phân số 19 phần 17 Cách nhóm này là người ta gọi là tính chất kết hợp của phép cộng các phân số Thì 12 cộng 8 bằng 20 Mẫu số là 17 Tiếp theo các em cộng với 19 phần 17 Đến đây các em lấy 20 cộng 19 bằng 39 Và mẫu số là 17 Tiếp theo các em sang câu B là 2 phần 5 cộng với 7 phần 12 cộng với 13 phần 12 bằng bao nhiêu? Ở đây các em nhận thấy có hai phân số có cùng mẫu số. Cụ thể cùng mẫu số là 12. Như vậy các em nhóm hai phân số có cùng mẫu số lại với nhau. Các em dùng tính chất kết hợp của phép cộng các phân số. Các em nhóm hai phân số có cùng mẫu số lại với nhau. 7 phần 12 cộng với 13 phần 12 bằng bao nhiêu thì các em mới cộng tiếp với 2 phần 5 tử số là 7 cộng với 13 bằng 20 mẫu số là 12 bây giờ các em cộng 2 phần 5 cộng với 20 phần 12 đầu tiên các em quy đồng mẫu số của 2 phần 5 bằng cách nhân cả tử và mẫu với 12 tử số là 2 x 12 bằng 24 và mẫu số là 5 x 12 bằng 60 tiếp theo các em quy đồng mẫu số của 20 phần 12 bằng cách nhân cả tử và mẫu với 15 tử số là 20 x 5 bằng 100 và mẫu số là 12 x 5 bằng 60. Đến đây các em có tử số là 24 cộng với 100 x 124, bằng 124 và mẫu số là 60. 124 phần 60. Các em rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho 4. Tử số là 124 chia 4 thì bằng bằng 31 và mẫu số là 60 chia 4 thì bằng bằng 15. Tại sao các em biết là, là uh, chia cả tử và mẫu cho 4? Nếu các em nào không biết thì các em nhận thấy đây là hai số chẵn. Đây là hai số chẵn, như vậy chắc chắn là nó chia hết cho 2, các em biết là dấu hiệu chia hết cho 2 rồi. Thì 124 và 60 chia cho 2. Thì 124 sau khi chia cho 2 thì bằng bao nhiêu? 62. Và 62, còn 60 chia cho 2 thì bằng 30. Như vậy 62 và 30 vẫn là các số chẵn, như vậy nó chia nó vẫn chia hết cho 2. Thì sau hai lần chia cho hai thì các em chia luôn một lần chia cho 4, 2 x 2 bằng 4. Và bây giờ mời các em sang bài tập số 5. Trong một giờ học tự chọn lớp 4A có 2/5 số học sinh học tiếng Anh và 3/7 số học sinh học tin học. Hỏi số học sinh học tin học và học tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh của cả lớp? Bài này thì dễ thôi, em tóm tắt nội dung bài toán. Học sinh học tiếng Anh thì bằng bao nhiêu? Thì chiếm 2 phần 5 tổng số học sinh. Học sinh học tin học chiếm 3 phần 7 tổng số học sinh. Như vậy, học sinh học tiếng Anh và học sinh học tin học thì chiếm bao nhiêu phần tổng số học sinh? Tức là bằng bao nhiêu phần học sinh của cả lớp? Tiếng Anh 2 phần 5 mà tin học 3 phần 7 như vậy các em chỉ việc lấy 2 phần 5 cộng 3 phần 7 thì các em tìm được là chiếm bao nhiêu phần học sinh của các lớp. Rất đơn giản như vậy. Số học sinh học tin học và học tiếng Anh của lớp 4A là 2 phần 5. Tiếng Anh cộng với 3 phần 7 tin học bằng bao nhiêu? Không biết bằng bao nhiêu thì các em lấy dây nháp ra. Quy đồng mẫu số của 2 phần 5 bằng cách nhân cả tử và mẫu với mấy? Với 7. Tử số là 2 x 7 bằng 14 và mẫu số là 5 x 7 bằng 35. Quy đồng mẫu số của 3 phần 7 bằng cách nhân cả tử và mẫu với mấy? Với 5. Tử số là 3 x 5 bằng 15 và mẫu số là 7 x 5 bằng, bằng 35. Đến đây thì dễ rồi. Các em lấy tử số cộng tử số 14 cộng với 15 bằng 29 và mẫu số giữ nguyên là 35. Như vậy kết quả bằng 29 phần 35 số học sinh cả lớp. Số học sinh học tin học và tiếng Anh của lớp 4A bằng 29 phần 35 số học sinh của cả lớp. Như vậy các em có đáp số là 29 phần 35 số học sinh của cả lớp. Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm một nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh Học Toán Online đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp